cái tác phẩm Bên tiếp chào các theo. bạn nhá. Đây, tiếp tục đến tác phẩm Vũ Hồng Ngọc Mai. Mai Hồng Ngọc. Hồng Ngọc Mai, Mai Hồng Ngọc. Hôm vừa rồi là cũng đưa cái này đi cũng ra sân chơi đấy. Sân chơi rồi. Thế không biết tôi đặt tên cái này cái gì nhỉ? Là đi ngả 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 bóng nhỉ? Gì em Hồng ngả Kiều bóng. Mai ngả bóng à, Kiều Mai ngả bóng, Kiều Kiều Mai ngả bóng có nghĩa rằng như này này, nói đến Kiều là đẹp như Kiều ấy mà. Em Mai ngả bóng về chiều à. Đấy, có nghĩa là tất nhiên là ngả cái từ ngả bóng thì có nghĩa bóng cái đen của nó, có nghĩa là ví để là cái cây này nó có cái tàn cái bóng nó ngả. Thế nhưng mà nó cũng theo về chiều, tại sao người ta nói ngả bóng thì nó là cây này người ta đã gọi là nó cơ tuổi rồi đấy. Nhưng mà nó vẫn trung sức hoa rực rỡ đấy, gọi là Kiều, đẹp như Kiều ấy, Kiều Mai ngả bóng. Đẹp thế, cái này làm dáng chú làm cái dáng bay bay ba siêu đấy, siêu quá siêu. Đẹp luôn mà đang ra hoa nhiều à. Đấy, bắt đầu đang ra hoa đấy, cái này chỉ việc chơi thôi. Cái đặt này, bàn trà này quá ngon này. Cái này hôm vừa rồi chú cũng mang ra ấy. Đấy đúng rồi. Triển lãm này. Đúng rồi. Hôm ý là kiểu ra cái đặt sân chơi. Và ra cái sân chơi là nó hơi rộng. Ôi không kệ đó. Của người ta thì của người ta, của à. Mình là của mình, rộng thì cây to, chỗ nhỏ thì cây hẹp. Hẹp thì cây nhỏ đấy thôi thì cũng. Ê, thế nhưng mà này rất là anh em quan tâm đến dòng cây mới đi. Đấy. Xã hội bây giờ thực ra nó là cũng không phải là ai thích cái to mà không phải ai thích cái nhỏ. Thế nên là cứ hàng mà thậm chí là nó đẹp bữa mắt được khuôn khuôn là alo liên tục đấy chứ. Chứ vừa tiền là ok. Alo đẹp đó thế này. Đây quay lên này. Cái này chú làm được bao lâu rồi chú? Cái này nó cũng phải 4-5 năm rồi. Ít rồi. 4-5 năm. Ừ. Nó vào cái khe đá làm nó lâu lắm rồi. Nó già cây. Già cây. Đây cái men dạng, đây gọi là men dạng. Thế thì cái chậu này là chậu của Bát chậu Tràng Trung Quốc. Chậu tàu à? Chậu là chậu Trung Quốc. Thế là chậu tàu, men dạng của tàu. Men dạng của tàu. Thế thì chậu này cũng nhiều tiền phết đấy. Nói chung là nói anh em thì thông cảm nhé. Ví để anh em hỏi và có giao lưu, muốn giao lưu thì riêng tượng này tôi không chưa giao lưu đâu. Không, tôi chỉ đặt ở đây thôi, nói ở đây luôn. Phải mặc cả trước đấy. Đúng, cũng nó khó. Bởi vì cái thế nhưng mà này, khách thì người ta yêu thì thôi thì. Không, nó ví dụ có ông khách bảo thôi chú ơi, chú nhượng cho cháu rồi chú lại lên Bát Tràng, chú không, đi. Cái ông này Bát Tràng không có. À thế à, thế ông tượng này tượng là này, tượng Trung Quốc. À tượng tàu ạ. À. Tượng Trung Quốc ấy, tượng Bát Tràng không có đâu. À, thả nào nhìn nó cái độ sắc nét nó khác hoàn toàn. Cháu tưởng là Bát Tràng nhiều khi người ta cũng mua không, mua đồ tàu về người ta bán mà. Không, cái này mua mạng. Mua trên mạng ở bên Hà Nội. Là chuyên chơi kinh doanh đồ tàu. Thế ạ. Thì nhiều khi là thôi thì kỷ niệm cho khách rồi mình. Nó cái này tượng này nó mua nhiều tiền, tôi mua nhiều tiền đấy. À. Không có tiền đâu. Thế cái thống nhất là chỉ bán cây thôi. Bán cây thôi. Không bán tượng. Còn anh em tượng là chỉ đề co thôi. Quý vị về có thể là tự ấy, tự lên trên mạng đặt. Đúng rồi. Cứ ông nào giống như thế này, tương tự như này là ok. Có mà lại nói tượng thì có một ông tượng mẫu như này. Vâng. Nhưng mà to cao khoảng tầm 45-50 ấy. À. Đấy. Thế mà không phải ít tiền đâu, nó khoảng 6-7 triệu đấy. À. 5-6 triệu đấy. Hàng cũ của nó. Đây đây tự ông tượng như này gọi là tượng gì hả chú? Ôi giời, nếu nói để mà thuộc thì chỉ biết ông này ông gọi là gì, ông đánh đạn. À. Gọi là tượng gì chịu. Không thuộc đâu, nếu tên mà, không nhớ. Tên thì không nhớ. À. Thế mà sao chú nhìn giỏi thế lại lấy được mua được ông này về để thì đặt vào cây này? Bắt mắt. À, đấy. Nó có cái ưa nhìn, à. Nó hợp cảnh. Đó. Hợp cảnh. Đẹp quá, cây này có bộ rễ cuốn nhìn đấy. Nghệ thuật quá. Ừ, đúng rồi. Hồng Ngọc Mai thì nó có rất là nhiều nhưng mà để nói là một cái cây Hồng Ngọc Mai nó nghệ thuật thì rất là hiếm. Đúng rồi.
nó cũng giống như cây xanh ấy. Cây xanh anh em chơi rất nhiều, nhưng mà để kiếm được một cây xanh nghệ thuật, làm được một cây xanh nghệ thuật nó đâu đó đơn giản đâu. Hồng Ngọc Mai này thì người ta sản xuất công nghiệp cũng nhiều lắm, nhưng mà làm đẹp làm được lâu lắm. Nhưng mà để làm đẹp được đâu phải là nhanh đâu, đâu phải đơn giản đâu. Tàn rồi bóng dễ nó bám đá này khổ lâu lắm. Thế thì mới bảo là chơi cây mới biết được. Trận bão ấy, trận bão số 3 vừa đi qua đấy, mái tôn bay, bức tường đổ, thế nhưng mà chỉ một tuần sau là lại lợp được mái mới, xây được bức tường mới. Những cái cây này phải mất cây bao lâu? Cây được bao lâu? Đúng không chú? Đúng rồi, quá tiền cũng còn tuyết. Một cái cây để mà làm được như thế mất bao lâu? Mà nghệ thuật này nó không phải làm đúng không làm được. Có cái nhà làm đúng một ngày. Đấy. Tại sao gãy một cái cây người ta tiếc hơn là bay một cái mái tôn? Đúng rồi. Mái tôn chỉ vài ngày là lợp được mái mới ngay. Đấy. Rồi, cảm ơn quý vị. Rồi, xin cảm ơn các bạn nhé. Chia sẻ với các bạn rồi nhé. Tiếp tục tác phẩm khác nhé.